Em ơi, xin chào cả nhà mình nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của em Thiên Ân Bất Động Sản nha. Đó, thì hiện tại thì em Ân đang có mặt tại một vị trí rất là đẹp luôn quý anh chị. Đó, thì vị trí em đây là gọi là cửa sông đổ ra biển rồi quý anh chị. Chỗ này cũng có thể gọi là sông mà cũng có thể gọi là biển. Bởi vị trí này á là thuộc khu tái định cư Hòn Rớ. Và vị trí này là ngay chỗ khu vực sông đổ ra biển. Và sát bên là cảng cá hải sản lớn nhất của Nam Trung Bộ mình, đó là cảng hải sản Hòn Rớ quý anh chị ha. Đó, thì cái con đường trước mặt mà quý anh chị đang nhìn thấy đây là một con đường rộng tới 30 m, là con đường bờ kè sông cũng như là kết nối đi xuống dưới kia là trở thành đường bờ kè biển. Và tương lai coi nó sẽ đấu nối với một cây cầu vượt biển nối từ bên khu đô thị biển An Viên đường Trần Phú đi qua tới khu vực, nó sẽ đấu nối cái đường này đấy, và nó sẽ chạy dọc theo cái đường núi phía sau. Em đây quý anh chị, cái đường này tương lai sẽ là đi thẳng thông qua tới là đấu nối với cây cầu đó, cũng như là đấu nối qua cái khu bờ kè núi được đi ra tới đại lộ Nguyễn Tất Thành, đi sân bay Cam Ranh luôn quý anh chị. Đó, và đặc biệt khi mà cây cầu đó hình thành thì mình đi biển sẽ rất là gần, mình đi tắm biển rất là gần luôn. Còn chỗ này là cái cảng cho hiện tại là mình chưa có tắm được quý anh chị ha. Đó, nhưng mà vị trí này là một trục đường kinh doanh ha, huyết mạch, và nó nằm ngay bên cạnh bờ biển Nha Trang. Và hôm nay thầy tại vị trí này thì em Ân sẽ gửi đến cho quý anh chị một căn nhà 4 tầng mặt tiền đường này luôn. Đó, view là ngay chỗ cửa sông đổ ra biển, rất là mát mẻ và cực kỳ là không khí rất là trong lành. Ở đây thì quý anh chị có thể vừa ở vừa kinh doanh. Đó, rất là tuyệt vời luôn quý anh chị. Đó, không khí rất là trong lành và gió cực kỳ mát mẻ, ngay biển rất là mát luôn. Đó, thì bây giờ em sẽ quay tổng quan căn nhà đó rồi quay vị trí cho quý anh chị xem nha. Đó, em sẽ chỉnh camera lại. Đó, thì phía trước mặt quý chị đó, thì cái khu vực này là cái đường bờ kè nè. Thì ở trên chỗ đây thì là cái khu vực kè biển đó, thì người ta gia cố làm rất là kiên cố và đẹp. Và trên đây sẽ là có cái công viên bồn hoa rất là đẹp quý chị ha. Đó, thì ngoài đây sẽ là biển nè quý chị, ngay cửa sông đổ ra biển luôn. Đó, sông đây sẽ trở lên là sông, đây là sông Tắc, sông Quán Trường đổ ra đây đó. Thì qua cái cầu đó là bên trung tâm của thành phố Nha Trang, thì bên đó là có phường là Phước Long nè. Thì qua cái cầu đó là mình sẽ gặp rất nhiều các khu đô thị nổi tiếng của Nha Trang. Thì đầu tiên bên tay mà mình đi qua cái cầu, mình nhìn qua bên tay trái mình sẽ gặp khu đô thị An Bình Tân. Rồi mình đi tiếp là mình sẽ gặp khu đô thị Phước Long A, Phước Long B. Và cũng như là kết nối ra tới đường Trần Phú, biển Nha Trang là khoảng đâu tầm là 2,5 km thôi. Đó, còn cái đây sẽ là biển, đi xuống kia là đó, đối diện bên kia bờ sông á, đó là phường Vĩnh Trường nha quý anh chị. Đó, và đối diện liền kề với đó sẽ là khu đô thị biển An Viên, nơi sẽ có cái cầu vượt biển tương lai sẽ đấu nối qua bên đây, đấu nối với cái đường này luôn. Đó, và cái vị trí em đứng đây là thuộc khu tái định cư Hòn Rớ, thuộc xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Là một vị trí liền kề với trung tâm của thành phố Nha Trang. Và tương lai khu vực này sẽ trở thành phường Phước Thủy nha quý anh chị, theo định hướng của thành phố Nha Trang tới năm 2030 là sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thì trước năm 2025 thì sẽ sáp nhập một cái phường mới, đó là phường Phước Thủy, đó thuộc khu vực tái định cư Hòn Rớ nè quý anh chị. Và cái khu tái định cư Hòn Rớ này là một cái khu tái định cư rất là lâu đời của Nha Trang. Ngày xưa là người ta cấp đất nhà nước á, phân lô ở khu này để cấp đất tái định cư cho những cái hộ dân mà ở cái khu vực Cồn Tân Lập đó quý anh chị. À, người ta dõi tả khu đó là dân tới đây, cho nên hầu như ở đây là dân địa phương Nha Trang lâu đời quý anh chị ha. Cho nên người ta ở đây rất là chất phát, thật thà. À, và đặc biệt là rất là giàu có luôn quý anh chị, bởi là dân biển mà quý anh chị. À, và vị trí này á, cái khu tái định cư Hòn Rớ này là nó có một cái vị trí phong thủy cực kỳ tốt luôn. Đó, là lưng là nó sẽ tựa núi, là tựa núi Đồng Bò. Và mặt là hướng biển quý anh chị ha, mặt hướng biển là cái vị trí đất gọi là thế đất rất là đẹp quý anh chị. Và ở đây như là một cái thành phố Nha Trang thu nhỏ, bởi đây là rất nhiều các tiện ích như là trường mầm non cấp 1, cấp 2. Đó, thì chỗ kia quý anh chị thấy không? Có mấy học sinh đi học về thì đó, chỗ đó là một cái trường. À, đó là một trường tiểu học thôi quý anh chị ha. Thì liền kề đó phía sau cũng có một trường nữa. Đó, và đặc biệt ở đây trường mầm non cấp 1, cấp 2 rất là nhiều. Đó, bán kính 100 cho đến là 500 m là đầy đủ tiện ích. Và đặc biệt ở đây thì gần chợ hải sản Hòn Rớ, cách đây là khoảng đâu tầm là 800 m thôi. Đi thẳng đường này xuống luôn. Đó, cũng như là kết nối xuống cảng. À, đường này thì rất nhiều cửa hàng, hàng quán kinh doanh hải sản rất là nhiều ha. Đó, và cái nhà mà em muốn giới thiệu cho quý anh chị hôm nay, như mà cái tiêu đề em có giới thiệu á, thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà nè, có kết cấu là 4 tầng lầu, xây dựng cực kỳ kiên cố.
Đó, nhưng mà chủ họ bán chỉ là tính tiền đất thôi, không tính tiền nhà luôn. Đó, mặt tiền đường bờ kè, view chính diện biển, đối diện bên cạnh nó có rất nhiều các quán ăn hải sản luôn. Đó, thì căn nhà mình sẽ quay mặt về hướng chính bắc, có bề ngang là 5 mét. Đó, diện tích đất là 70 mét vuông. Đó, căn nhà này thì chủ đã xây một thời gian khá là lâu, nhưng mà cái kết cấu xây dựng là cực kỳ kiên cố. Còn cái mẫu thiết kế này là ngày xưa chủ cũng thuê thiết kế nè, cho nên là nhìn nó cũng khá là đẹp. Nhưng mà do tới bây giờ nó lâu rồi, cho nên là hiện tại bây giờ cái hiểu là cái thiết kế này kiểu như là con không còn là hiện đại nữa. Nhưng mà mình vẫn còn tận dụng, mình có thể ở được nha quý anh chị ha. Và gia chủ đang cần bán lại căn nhà này toàn bộ chỉ có giá là 6 tỷ 7 thôi. Em đảm bảo luôn, 6 tỷ 7 quý anh chị không thể nào kiếm được căn nhà mà kết cấu như thế này, diện tích như thế này mà trong khu vực trung tâm, mà đặc biệt là cần view nhìn thấy biển, nhìn thấy sông nữa. Đó, bên cạnh có một cái quán nhà hàng hải sản nè, tươi sống nè, nó sát bên liền kề luôn. À, ông anh mình đang qua hỏi cái gì đây? Cái đường này thì sẽ là đường này nó thông đó, đi thông qua cầu Bình Tân rồi thông qua tới khu tái cư Hòn Rửa Hai luôn quý anh chị. Đó, chỗ kia là cái cầu Bình Tân kìa quý anh chị. Trên đó thì có cái showroom bán xe Mercedes, cũng như là đối diện có trường tiểu học nữa. Đó, trên kia có cây xăng. Đó, thì chỉ cần cách trung tâm là một cây cầu thôi là qua tới trung tâm. Và tương lai khu vực này trở thành phường Phước Thủy thì nó cũng sẽ trở thành trung tâm mới của thành phố Nha Trang luôn quý anh chị. Đó, em quay cho quý anh chị xem. Ở đây thì quý anh chị có thể vừa kết hợp ở và kinh doanh, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ thì em sẽ vô trong quay hiện trạng căn nhà đó cho quý anh chị mình cùng xem nha. Đó, không nói liên thiên nữa, bây giờ sẽ vô trong quay hiện trạng nhà ha. Thì nhà mình sẽ là hướng chính bắc. Đó, căn này sẽ có kết cấu là một trệt và là 3 tầng lầu, rất nhiều phòng ngủ luôn, hình như nó hơn 5 phòng ngủ. Nhà mình thiết kế lợp tầng, phong cách hiện đại, phong cách lợp tầng rất là đẹp ha quý anh chị ha. Và kết cấu nhà thì cực kỳ là kiên cố và chắc chắn luôn quý anh chị. Đó, nhà này tuy xây một thời gian khá là lâu, nhưng mà bây giờ quý anh chị tận dụng có thể ở thêm cũng phải là mấy chục năm nữa vẫn không xi nhê gì quý anh chị ha. Ngang 5 mét đúng không anh? Ngang 5 mét dài 14, tổng diện tích là 70 mét vuông. Chính giữa hai quán cửa hàng hải sản rất là lớn luôn. Cái đây thì đã có giấy phép xây dựng, có cả bản vẽ thiết kế luôn. Nói lại đã có những gì? Căn nhà này thì đã có là bản vẽ thiết kế rồi, và cái này thì cũng đã có giấy phép xây dựng, và chủ nhà thì chưa có làm hoàn công. Bây giờ chỉ cần nộp cái bản vẽ với giấy phép này là lên có thể là đóng tiền là hoàn công luôn được. Giá bán là 6 tỷ 7 đúng không anh? Đúng rồi, giá bán 6 tỷ 7. Thương lượng một chút. Ok anh, rồi. Bây giờ em sẽ vô trong quay hiện trạng nhà ha. Đó thì căn nhà mình đây sẽ có là hai lớp cửa. Mặt dựng căn nhà mình thì trước hiên là chủ có là ốp đá nè, nhìn rất là sạch đẹp ha, không có bị là ẩm mốc ở bên trong. Đó, thì chủ làm hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn và một lớp cửa kính cường lực. Ngày xưa là chắc là chủ cũng kinh doanh cho nên là chủ làm cái cửa kính như thế này ha. Đa phần em thấy những cái cửa hàng kinh doanh là thường làm cái cửa kính cường lực như thế này và một lớp cửa cuốn bên ngoài. Đó, phía trước đây thì mình có thể tận dụng đậu xe ô tô cũng được, nếu mình có chiếc xe ô tô nhỏ thì mình có thể đậu được trong cái khu vực này. Còn không thì mình có thể đậu phía trước nhà ha. Bởi vì cái gara, cái sân phía trước nhà mình nó rất là rộng quý anh chị, nó ngang vô hơn 5 mét. Thì mình có thể đậu được chiếc xe tải nhỏ luôn, chiếc hoặc là xe 16 chỗ. Còn xe 7 chỗ, 4 chỗ đậu vô tư. Đó, đó căn nhà mình này, trần thật cao. Đó, đèn LED. Do là lâu rồi ấy, cô chủ không có ở cho nên là điện bị cắt mất rồi. Đây là thiết kế lợp tầng hả quý anh chị ha. Thiết kế lợp tầng nè. Đó, để mình sẽ bật cầu thang lên. Nhà mình tầng 2 thì sẽ có nha, phòng bếp. Ở dưới đây là khu vực không gian phòng khách. Mình sẽ tận dụng cái nhà này để mình có thể vừa ở vừa kinh doanh hả quý anh chị ha. Ở đây thì mình có thể cho thuê kinh doanh spa, cửa hàng mini tiện lợi, công ty. Nói chung ở đây thì rất nhiều, mình rất phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh đó. Chính giữa nhà nè, quý anh chị thấy kết cấu lợp tầng rất là đẹp ha. Đó, ở trên đây thì sẽ có giếng trời. Đó, rất là mát mẻ luôn, làm cho cái nhà mình nó thêm phần ánh sáng tự nhiên cũng như là không khí, gió, làm cho nhà mình nó vừa thoáng vừa mát, vừa nhiều ánh sáng nữa. Thiết kế lợp tầng nè, đây có hai bậc tam cấp nữa nè. Thì dưới tầng trệt mình sẽ có một cái nhà vệ sinh sử dụng chung.
Thì nhà mình là tuy thiết kế là làm cũng khá là lâu rồi hả quý anh chị ha, nhưng mà cái kết cấu xây dựng em thấy nó rất là ok luôn, không có một vết nứt gì luôn. Quý anh chị tích tận dụng cái xương nhà mình sửa sang lại, mình thêm nội thất, mình cải tạo lại thì em thấy là mình đã có thể ở được rồi, mấy thế hệ gia đình luôn. Đặc biệt dưới tầng trệt sẽ có một cái phòng ngủ đó, dành cho những cô chú lớn tuổi, anh chị có ba mẹ già thì mình cho ba mẹ ở dưới đây là tiện nhất, đó, không phải leo cầu thang đau chân ha. Đó. Còn một số nội thất như tủ lạnh nè, rồi tủ cửa thì gia chủ sử dụng là cái cửa gỗ. À, như trong mấy cái khách sạn á quý anh chị, nhìn nó rất là chắc chắn luôn, nó chưa bị hư luôn, mấy cái cửa rất là chắc chắn ha. Dưới cầu thang cũng có một cái kệ tủ đây, thì bây giờ mình sẽ đi lên trên cầu thang. À, đi trên cầu thang này có đèn led hết nha, đây thì mình chỉ cần đóng tiền điện là để có điện sử dụng thôi. À, lâu ngày không đóng thì mình cứ đăng ký lại là mình sẽ có điện sử dụng. Cắt đèn sao có đèn này sáng ta. Rồi trên đây là mình sẽ có cái bếp cửa nè. À, thì không gian bếp đây thì bếp cũng đơn giản thôi quý anh chị ha, và đặc biệt cái bếp view biển luôn quý ghê chứ. Đó, không gian phòng ăn của mình là quý anh chị rất là rộng ha, có decor bức tranh rất là đẹp. Đó, ở trên đây cái bếp của mình là quý anh chị cũng có đầy đủ kệ bếp, tủ bếp. À, quý anh chị tận dụng thì cũng có thể sử dụng được, còn không thì mình làm mới lại hết thôi. Căn này thì quý anh chị mình có thể tận dụng cái khung sườn nhà mình cải tạo lại. Đó, nhà view biển. Đó. À, căn bếp view biển. Đó, tuyệt vời luôn, ngồi ăn uống cùng gia đình ngắm biển luôn, thật là tuyệt vời. Em quay tổng quan cho quý anh chị xem cái phòng ngủ nó cực kỳ rộng luôn. Phòng ngủ này chắc cũng phải rộng cỡ 30m². Đó, cửa nè, như là một cái thiết kế như kiểu căn hộ mini ấy, nhìn rất là rộng. Căn này thì thời đó mà quay được căn nhà này thì cũng thuộc dạng là chủ nhà cũng thuộc dạng rất là giàu có và thành đạt đó. Mà sự thật là cô chủ rất là giàu có và thành đạt. À, cô đang ở dưới An Viên rồi, cho nên là bây giờ cô dư căn này cô bán nha. À, thật sự căn này là một ước mơ của rất nhiều người, và trong đó là có em nữa. Bé ở đây là nhà vệ sinh. À, thì đây sẽ là cái phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ thứ ba chứ. À, phòng ngủ thứ hai. Ngủ thứ hai. Sắp cả cái giường luôn nè. Đó, ở trên này là trần thạch cao giật cấp. Rồi. Chú, cái này có cái kệ tủ dễ mang và tàn bạo. Cái kệ tủ rất là to luôn. Hình như là vẫn còn sử dụng được quý anh chị à. Đó. À, ngoài sau là cái cửa sổ, hình như là phía sau có giếng trời, nó chủ mở cửa sổ được nè. Bây giờ em sẽ lên trên tiếp. Nhà mình thiết kế là tầng khá là đẹp ha. Em thấy mà nếu mà quý chị mình mà chuyên bên xây dựng thiết kế á, cái nhà này mà vô tay quý chị chắc là quý chị sẽ thiết kế lên chắc là đẹp lung linh huyền ảo luôn. Chủ ngoài đó là chủ ở mà làm rất là kỹ. Nhà không có một vết nứt nào luôn nha quý chị. Chỉ có cái là nó hơi xuống màu sơn, bụi bặm bám nhiều. Đây là cái phòng ngủ nữa nè, phòng ngủ thứ ba. À, phòng ngủ cũng có view biển. À, đẳng cấp. Đẳng cấp là như thế này. À, phòng ngủ chỗ học tập cũng có view biển luôn. Tuyệt vời quá anh chị. Để em coi thử cái này là gì nha. Anh nhìn cái vách này là cái vách vách bê tông luôn. À, bên đây sẽ là cái phòng ngủ tiếp theo. Nãy giờ như là 3 cái 4 cái phòng ngủ. Phòng ngủ này thì nhỏ hơn tí. Chắc phòng ngủ này mà quý chị muốn rộng thì đập thông cái này đi, đập thông cái tường này hợp chung với cái phòng kia là rộng luôn.
Tiếp tục đi lên. Giếng trời trung tâm nè, chủ làm cái giếng trời trung tâm đẹp quá, nhà rất mát luôn. Đây sẽ là phòng ngủ thứ 5 rồi đúng không ta? Đúng rồi, phòng ngủ thứ 5 rồi. Ồ, quá đẻ luôn anh chị. Phòng rất là rộng luôn. Rồi, mình sẽ lên tầng tiếp. Cái này thì quý chị cũng có cho thuê để người ta làm căn hộ gia đình của quý chị nhiều thành viên á. Ở đây là thôi thoải mái luôn. Khu đây sẽ là khu vực sân thượng nè. Mát quá quý anh chị. View biển nè quý anh chị. Ngay cửa sông đổ ra biển luôn. Bên kia là khu vực cảng đóng tàu kìa. Đó. Bên kia là khu vực trung tâm của thành phố Nha Trang. Nó những cái tòa nhà nổi tiếng đó, trung tâm thương mại lớn nằm ngoài biển kìa quý anh chị. Đó. Em đang ở khu vực view biển Nha Trang, view tỷ đô của Nha Trang quý anh chị. Rồi bây giờ sẽ vô quay tiếp cho quý anh chị ha. Này như cũng có một cái phòng ngủ nè. Ở trên này thì quý anh chị cũng có thể đập thông cái phòng ngủ với cái ban công này để làm phòng thờ. Đây này cũng có phòng ngủ nữa, mà nếu mà được thì mình có thể, nếu mà quý anh chị muốn phòng thờ mình đập thông cái tường này đi, cái tường này gộp chung với cái ban công kia là mình sẽ có thể làm phòng thờ. Còn đây là mình sẽ có một cái phòng ngủ cuối cùng nữa nè quý anh chị. Phòng này có nhà vệ sinh luôn nè, nhà vệ sinh rồi có bồn tắm nằm. Cửa sổ nhìn ra khu vực giếng trời. Đây là khu vực giếng trời cũng như là không gian thông tầng của căn nhà mình ha. Ở trên đây là khung sắt bảo vệ chắc chắn. Quá tuyệt vời quý anh chị, một căn nhà view biển giá 6,7 tỷ, kết cấu 4 tầng, thiết kế lợp tầng. Bán đất tặng nhà hả? Bên cạnh đây có mấy cái lô đất trống nè quý anh chị. Mà vị trí không có đẹp như mình, mà người ta bán nó hơn 100 triệu mét vuông. View biển. Mà cái lô này tính ra rồi khoảng trên 95 triệu mét vuông. Mấy rẻ luôn. Rẻ hơn cả đất trống mấy bên cạnh luôn quý anh chị. Đó. Gọi là rẻ nhất Việt Nam luôn á. Vị trí view biển rẻ nhất Việt Nam. Đó, trong những thành phố lớn. Rồi, quý anh chị quan tâm ta lô cho em dẫn đi xem thực tế, rồi khi mình ưng ý căn nhà thì em sẽ hỗ trợ quý anh chị về việc mình sẽ theo thương lượng giá ha. Và khi quý anh chị ưng ý thì khi mình mua bán thì em sẽ hỗ trợ quý anh chị làm thủ tục giấy tờ mua bán một cách là gọi là nhanh, gọn lẹ và an toàn nhất có thể nha quý anh chị. Rồi, em cảm ơn quý anh chị nhiều nha. Quý anh chị thấy hay thì nhớ like video và đăng ký kênh ủng hộ cho em ăn nha. Đó, và hẹn gặp lại quý anh chị mình và những cái video tiếp theo của em ạ.